trứng hồng á, có chiên chiên rồi có khi trứng kho trứng luộc làm hoài, có cái cô bên này lâu lâu cho 4-5 trứng vịt, dạ, để cho chuối cho bồng đồ ăn. Ồ. Dạ. Giúp cho mấy người nghèo như tôi. Vợ nghe nói có nhà mừng quá chú ơi, mà vợ chú không bán, buồn quá. Từ từ đi, để con kiếm coi. Dạ. Cảm ơn chú nhiều quá chú. Ví dụ. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang đó cô bác quý anh chị. Và hôm nay thì Bùi Hồ tìm về nhà của hai vợ chồng của cô Duyên sống ở dưới gầm cầu. Mà sau một thời gian mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình của cô để mà lên nhà trọ sống đó, thì sau dịch rồi Bùi Hồ cũng ghé thăm cô, cũng như là tìm căn nhà mới, thay mặt mạnh thường quân tìm căn nhà mới cho cô. Vô nhà đi cô. Không, con không muốn. Nhà này bán nhiêu số sao rồi cô? Bán thì cũng bán dạ bữa mà bữa đó chú, cái anh mắc bữa, cái anh bệnh, cái anh nghỉ tới nay, bữa tôi bán được 100 vé. Dạ. Bán được 100 vé. Dạ. Dạ cho chú. Bữa nay cha chồng chú qua nên tính chú qua sớm mà nghỉ bữa nay uổng. Dạ. Chào chú. Ờ không ngờ cuộc sống mình sao vậy? Mình sống rồi hay bán vé số thì xích vô đi chú. Cũng ổn. Mà con gái sống đi hoài hoài. Ngày nào cũng đi gửi bác sĩ tư chết hết. Yeah. Cô xích qua đây được không? Yeah. Người dịch người ta có hỗ trợ mình gì không? Cũng có cho gạo, rồi cho bí, cho gạo rồi. Cho mì. Dạ. Yeah. À, hôm nay thì con qua đây để thăm gia đình của cô chú nè. Rồi con cái của cô chú sao rồi? Điện không được lâu chưa cô? Dạ. Điện không được cũng cỡ 2 tháng này chú. Con gái lớn của cô chú là làm ở Bình Dương hả? Dạ. Gái nhỏ cũng vậy luôn ha. Cái nhỏ thì cũng nó làm ở Bình Dương mà không biết nó làm chỗ nào, còn nhỏ nhỏ thì nhỏ lớn thì điện được, còn nhỏ nhỏ thì không được. Ừ. Thì cô chú có kêu về không? Kêu nhỏ lớn về. Thì nó nói nó ở bên chồng nó nhỏ lớn thì nó về đây nó nuôi nó được chút, con nhỏ nhỏ thì được. Dạ. Mà nhỏ nhỏ nó sao hôm đó nay mà 2 tháng nay mà gọi không được. Ồ. Gọi không biết làm sao 2 tháng nay gọi không được. Hôm nay cô chú bán ngày nhiêu tờ? Ngày 100 nha, hai đứa thì bán cả bữa bán tới nay chú là hai đứa bán được 100 vé, mà ảnh bệnh mình nên gồng gánh 100 vé luôn chú. Mình nên á. Thì bán 100 vé luôn. Anh dạ. Anh nghỉ rồi mình ơi cho bán 100 luôn. Ồ. Ngày là được nhiêu cô? 101 chú. Dạ. Rồi dịch rồi bệnh rồi sử dụng tiền vốn của con không cô? Hết trơn rồi chú ơi, mấy tháng hết trơn rồi, cái nhờ ông đại lý giấy số á. Dạ. Ông bỏ thiếu cho bán rồi lấy cái vốn thì đưa cho ông chủ. Dạ. Còn cái lời thì mình lấy mình ăn. Dạ. Vậy đó, ngày nào ông cũng bỏ cho mình hết. 100 tờ là vốn nhiêu hay cô ha? 890 ngàn. Dạ. Mình bán lại được 1 triệu chú. Rồi 101. Dạ. Mà hôm đó nay nói chú gán đi bán. Nhà trọ mình là hôm trước là 1 tháng 600 không cô? 700 mà bớt 100 còn 700. Mà chú đóng 6 tháng là được 2 triệu tư cái gì đó chú. Rồi nói chú 4 tháng nay không có tiền đóng tiền nước luôn chú. Rồi mình còn mấy ôi người ta không có bớt cho mình sao con? Không có nói để nữa, nói ổng đâu không bớt tiền nước không chú, nước tiền điện á. Dạ. Nói ổng đâu không bớt không? Dạ người ta phải bớt cho mình mới được á. Dạ. Không bớt thì dịch bệnh không được, dịch bệnh thì đâu có ai làm gì được đâu. Dạ. Mà khổ đó, mình là lao động nghèo nữa. Dạ. Để nói với ông chủ than cảnh khổ giờ ổng đâu không bớt. Cô còn mấy ngày nữa hết tiền trọ cô? Còn bữa nay nha, mùng 1 tháng 11 hả chú? Là còn 6 ngày nữa là hết rồi đó chú. Dạ.
sớm rồi. Hôm ngày cô ba cô với chú bán dư được nhiêu rồi? Không có, dư không? Bữa đó dư được bỏ ấm đâu cũng mấy 50 ngàn. Cái ảnh bệnh tới nay nó móc ra hết rồi chú ơi. Ảnh bệnh tới nay móc hết trơn. Bỏ 50 ngàn thì cũng hơn. Ủa chân mà mình bày bà không à. Dạ. Rồi em dành dụm. Nó đâu có dám mua thịt thà cá mắm vàng đâu. Nó ăn cơm gì chú? Trứng hồng á, tập chiên, chiên rồi có khi trứng kho, trứng luộc làm hoài. Có cái cô bên này lâu lâu cho 4-5 trứng vịt. Dạ. Để cho chuối, cho bọng đồ ăn. Ồ. Cái cô mà đứng phơi đồ đây nè, nãy vô thấy cô phơi đồ đó cũng ở phòng trọ. Dạ, và thấy một hoàn cảnh của mình thương ha. Thấy hoàn cảnh thương, với hoàn mình ở đời cũng đàng hoàng với con cháu, anh chị đồ, ai cũng không có bỏ. Cho đồ ăn hoài. Rồi bây giờ đất của cô là ở đâu? Ở bên mương lớn á chú. Đây đó sao không cô? Như đi qua bên chỗ mà cái nền bữa hổm á chú. Cái mình chạy vô chút nữa chú, vô đổi nữa. Mà chú từ đây qua bên đó sao? Có qua đò không? Qua đò hồi lúc cô mình đi qua đò đó chú. Có đường nào không qua đò được không cô? Có đường không qua đò thì chú bọc cây cầu á. Cây cầu ông trưởng chứ. Xuống dốc cầu với chú quẹo lại cái chú không. Có ai chở cô đi không? Có, nãy giờ nó nhỏ em mà nó không có công, nó chở rồi mắc kêu xe đò đi chú. Dạ. Thôi bây giờ như thế này nè, hôm nay thì con cũng thay mặt cho các chú ở Canada đó. Dạ. Thì cũng để mà hỗ trợ giúp đỡ cho cô với chú. Dạ. Thứ nhất là coi là cái nền nó như thế nào. Dạ. Đó, để có thể biết để mà sửa sang cắt lại nhà cho cô chú ở, không ở nhà trọ nữa. Dạ. Cái thứ hai là hôm nay á thì con đại diện cho các chú Canada gửi cho cô 3 triệu. À, 1 triệu này á là cô chú gửi đóng tiền trọ. Dạ. Ha, điện nước chị cô thiếu đó. 1 triệu này là cô làm vốn lấy giấy số hay gì đi. Dạ. Dạ. Với 1 triệu này là cô sẽ sinh sống thuốc cho chú hay gì đó. Dạ. Sau đó thì mấy chú cháu mình sẽ đi qua bên qua bên kia coi cái nền, đăng kiếm cái nền ấy. Đừng có thể coi để coi như thế nào, phải giấy tờ hợp lệ mới được nha cô. Dạ, nha. Đúng rồi. Cái nào cậu vợ ông điện cho hay đó. Chú, cảm ơn chú nhiều gửi lời nha. Cảm ơn mấy cô, mấy chú ngoài nước ngoài chú. Cảm ơn dạ. Chú nhiều luôn. Cái này các chú ở Canada hỗ trợ cho cô chú á. Dạ. Dạ. Mừng quá, mừng chú ơi. Nó điền bả đi chứ tôi sốt, tôi đâu có đi đâu được. Lạnh vợ. Cô chú chích ngừa rồi hết chưa? Có chích rồi. Chú mới chích con mũi nè chú. Mới chích mũi ha. Dạ. Chích con mũi nè, để chờ mấy ông. Dạ mình với cô Duyên đồ đã tới nơi nè. Ở đâu cô Duyên? Cô nằm ra cái giờ còn chạy vô đổi nữa chú. Đi đường nào? Đường này vô chổng đổi nữa. Thôi đợi tại cậu chưa biết đường. À. Mình ở đây. Con tưởng đâu nào, nó đây chứ. Dạ. Có cái đường luôn á, ngay đường bên đây. Ngay đường này luôn ha. Ừ, ổng nói sao? Ổng nói sao? Ổng nói bữa nay anh ổng không cho bán nữa. Bị trúng số được 50 triệu rồi. Cái nền ở đâu chú? Đằng này. Ông nào đâu chú? Dạ, ông ta đẳng đó. Ông bằng ao ấy nè. Có nghĩa là trúng số mà không bán nền nữa. Không chưa. Ông không có nói trúng số nhưng mà ông nói anh ổng hồi tối không cho bán. Dạ. Kêu hỏi giờ có ai mua đâu. Có nghĩa là chủ đất là nói trúng số không cho bán nữa ha. Dạ. Khổ dư tời. Đang mất hoài. Kêu duyên kìa. Cái nền nào cô? Chú. Cái đường này không? Cái đường này đi vô ra luôn nè. Ông ơi, thông cảm, bán cho cháu nó ở đi ông ơi. Cái đường này là đường đi chung hả? Nó cũng khổ, không có nhà cửa. Bởi mấy anh em trên mạng người ta thương thương người ta. Chú là chỗ đất hả chú? Nền đi sâu vô đây dữ ta. Không sao, tôi cỡ 200 nó nhỉ.
Ở đây con thấy khó bán vé số. Ồ. Nền ở ngoài trước này là ở nhà của ai chú? Nhà của mấy ông ấy, anh em. Ồ. Chưa biết cái nền nữa. Ôi. Nào đây nút. Hả? Trên gò này ha. Ở đây dưới đây nè, chứ đâu có gò. Cái nền nào chú? Từ dưới này lên tới nãy ha. Mà giờ trúng số không bán. Rồi bị trong khi nó thẳng ông anh đó, rồi ông chuột lại. Bán cho con. À, cái nền của chú ha. Rồi ông anh ông trúng số ông chuột lại ha. Ông anh ruột. Ông ấy. Chứ không phải tôi thẳng ông chuột lại vì coi cha mẹ đó, chứ không phải ấy. Vì ấy anh cũng điện cho tôi biết, anh tôi là điện cho mấy làm... chú này để qua tội nghiệp người ta. Chú đang qua cực khổ. Chứ không phải ấy, tôi cũng đi bán số nữa nè chứ. Chỗ này hả chú? Ừ, chỗ này từ mấy chỗ tôi đá đó mà, nhưng mà tại vì hoàn cảnh đó, bây giờ ông anh tôi không trúng được con tấm đó, nghe kịp chưa? Rồi bắt đầu ông chuột lại, chứ không phải ấy. Ông không cho ấy, để ông lấy lại. Đánh sao này cũng có ai mà muốn. Biết gì rồi. Chứ không phải. Không có nhà ở chứ không phải tôi ấy bị ông anh đó. Tôi rồi hứa bị nó không ấy. Chú ngồi chứ không bán thì biết sao vậy. Trời, đổi đời nghĩ bán số nghĩ bán luôn rồi. Anh đây thấy sâu quá ha Lê Nguyễn ha. Đâu chỗ này hả? Ờ. Chú không bán nữa. Có nghĩa là chỗ chủng bên đó không? Dạ. Nếu mà nền yếu vậy là hơi xây hơi tốn kém đó nha. Đúng rồi, cuốn nền lên tốn kém lắm. Nghĩ bán rồi. Cái nền mà nền cứng như vậy á thì mình rồi thôi cô Duyên. Dạ. Chắc cô kiếm cái nền nào khác chứ. Dạ. Bây giờ người ta không bán rồi. Giờ chắc là để kiếm nền nào khác cho chú hay. Giờ mua nhiều không? Chỉ cái nền mặt tiền luôn. Không. Mua giá cả. Không, mua chỉ ở vừa đủ ở thôi. Ừ, dạ. Công rử nữa. Thôi, dạ, dạ. Em rử không nổi chú ơi. Thôi vậy, chú vậy thôi bây giờ dạ. Vậy nè cô Duyên. Dạ. Cô cứ dọ đi ha. Một dạ. Hai ngày tới cô cho con hay nha. Dạ. Rồi con về. Cô dọ dạ. Tiếng dùm cho. Dạ, dạ. Thôi con cảm ơn cô ha. Dạ, nhớ dạ. Giữ gìn sức khỏe nha cô Duyên. Chú mà mua cái nền ở nhà khỏe đó. mà mạnh khỏe lại mà đi giúp cho mấy người nghèo khổ như tôi nha chú. Dạ. Chứ giúp chút cho chú mà mạnh khỏe mà đi đặng đi mần chuyện việc thiện nha chú. Dạ. Giúp cho mấy người nghèo như tôi. Giờ nghe nói có nền mừng quá chú ơi, mà giờ chú không bán buồn quá. Từ từ đi để con kiếm coi. Dạ. Cảm ơn chú nhiều quá chú. Ví dụ kiếm qua Đồng Tháp có ở được không? Được chú, ở đâu cũng được chân chú. Mà dạ. Có bán vé số với đi về làm mướn là được rồi chú, ở đâu cũng được chứ. Để con kiếm phụ cho ha. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Dạ, rồi dạ. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ dạ. Cho gia đình của cô Duyên như thế này. Dạ, dạ. Ở con về ha. Dạ. Nhớ trả tiền dạ. Trọ người ta nè. Với lại lấy vé số lấy mặt hay gì đó. Còn dạ. 1 triệu của cô cứ giữ cho sống ha. Dạ dạ. Rồi con chào cô dạ. Ha. Dạ.